chị đến với cái bài mang tên là Những cái ý tưởng thiết lập của hẹn. Và trước khi chúng ta đi vào chi tiết cái bài này ấy, thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái ưu thế tại sao chúng ta nên làm công việc này. Thứ nhất, đây là phương pháp kinh doanh có cấp số nhân. Đây là phương pháp cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta có thể tăng trưởng theo cấp số nhân. Đây là điều hiếm có của việc khác. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ có một cái cơ hội kinh doanh không vốn online tại nhà. Và ngày này sang năm chúng ta hoàn toàn có dòng tiền từ 30 đến 100 triệu. Đấy là trung bình. Có những người còn làm tốt hơn. Ok. Thế thì luôn đặt ra mục tiêu một năm nữa chúng ta đạt được điều gì? Nhìn xa một chút, đừng nhìn vào những thứ trước mắt. Và đây cũng là một công ty tuyệt vời, có điểm năng động rất là thấp, chỉ khoảng độ triệu rưỡi, chưa đến triệu rưỡi là đã có thể được hưởng chiết khấu từ hệ thống bán buôn rồi. Là một trong công ty dễ làm nhất tại thời điểm này, bởi vì tôi biết rằng các công ty khác điểm năng động có thể là 5 triệu, có thể là 10 triệu, thậm chí có công ty 20 triệu, có những công ty lên tới hàng trăm triệu. Thì rõ ràng chúng ta dễ làm hơn rất nhiều. Và vì vậy, đây là cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người đều có thể làm được. Dùng một chút, bán một chút những cái sản phẩm liên quan như là kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, hay vitamin trẻ em, hay là canxi, hay là omega 3, đều là sản phẩm rất là thiết yếu và nhu cầu hàng ngày rất là cao. Đương nhiên thành công không tự đến mà chúng ta cần phải làm việc, cần phải học tập. Rồi cơ hội được tặng những chiếc xe Mercedes C200 rất là dễ, chỉ cần tuyển 6 người và giúp họ lên 21%. Rồi bắt đầu được luôn ngồi nhà và làm luôn xây dựng công việc kinh doanh khắp cả nước, cách làm việc rất là khoa học, hiệu quả cao, không tốn thời gian, 1-2 tiếng lúc rảnh với chiếc điện thoại, không phải họp hành gì cả, không phải làm điều gì đó phức tạp. Sản phẩm thuộc dạng rất chất lượng, giá mềm và rất nhân văn. Hãy nghiên cứu thật kỹ câu chuyện ra đời của sản phẩm này. Ngôi nhà để xây dựng một công việc kinh doanh khắp cả nước để đem lại một dòng tiền chứ không phải kiếm tiền. Dòng tiền tức là gì? Là sau khi chúng ta xây dựng xong thì nó sẽ đều đặn ngay cả khi trời có mưa, ngay cả khi có những cái đó là chúng ta đi chơi, đi du lịch đi, chúng ta đi cà phê đi, thì chúng ta vẫn có một cái dòng tiền đều đặn. Đó là điều không dễ ở công việc khác. Và đây chính là điều tôi thích nhất. Và nhớ là sau một năm sẽ có dòng tiền từ 30 đến 100 triệu nhàn, vui vui và vẫn làm được. Và đấy là điều mà chúng ta hãy nhớ trước khi chúng ta làm. Nếu chúng ta thấy rằng một công việc không vốn bắt đầu được luôn và đạt được những điều trên, chúng ta thực sự thấy thích, thì chúng ta mới bắt đầu chia sẻ nó cho người xung quanh. Và chia sẻ thì tuân theo công thức, tuân theo quy trình 6 bước. Và nếu chưa thạo 6 bước thì chưa nên nghe tiếp. Hãy quay trở lại học thật là kỹ 5 bước đầu tiên. Sau đó bây giờ mới học bước số 6. 5 bước đầu tiên để chúng ta thạo về quy trình, mô tả công việc như thế nào, dạy bán người ta ra sao, gọi điện định hướng như thế nào, dạy bán buôn, rồi dạy thái độ với sự từ chối. Chúng ta rõ rồi chúng ta mới làm bước này. Bởi vì đây là công việc công cụ, đây là bước đi cuối cùng, bước số 6, để chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình, đạt được sự thành công. Và sẽ là không tốt tí nào nếu như chúng ta chưa thạo mà chúng ta đã muốn thành công rồi, hay còn gọi là xây nhà trên cát, nó không bền đâu. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thuần thục quy trình rồi. Đấy, giống như con đường đi của anh Hồng Anh, người sáng lập ra tổ chức của chúng ta, một người thầy quan trọng của tôi cũng như rất nhiều người khác. Cho nên là chị hãy học quy trình thật là thuần thục rồi mới làm đến bước số 6. Học 5 bước đầu tiên thật là tốt. Đấy, anh Hồng Anh dành hẳn một tuần vào trong Sài Gòn để học cái người bảo trợ của mình toàn bộ quy trình, sau đó ra Hà Nội tự xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình. Cho nên anh chị hãy đảm bảo rằng học thuần thục 6 bước rồi chúng ta bắt đầu mới phát triển, mới xây dựng đội nhóm kinh doanh. Vậy thì khi làm công việc này, khi đến với 21, chúng ta hãy thuần thục 3 công thức. Công thức thứ nhất, sở hữu công thức 2 tháng lên 21%, tức là 2 tháng sẽ có một dòng tiền từ 10 đến 15 triệu. Tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, hãy học cho kỹ cái công thức này. Tất nhiên công thức này đảm bảo là chúng ta phải thạo quy trình rồi mới làm được. Thạo quy trình thì 2 tháng sau chúng ta làm là lên 21. Còn thạo quy trình này mất bao lâu là tùy bạn, được chưa? Có những người chỉ mất có 2 tiếng để học quy trình, có những người mất 2 ngày, có người mất 1 tuần, thậm chí có những người mất 1 năm cũng không chịu học. Ok. Hãy đảm bảo bạn thuần thục 6 bước đi đầu tiên, thuần thục xử lý được những cái rào cản trong đó. Ok. Công thức thứ hai là sau khi bạn sở hữu công thức 10 15 triệu rồi, công thức 21%, thì bạn mang công thức này tặng cho 6 người, và khi đó bạn sẽ đến Diamond với thu nhập 100 triệu và được tặng một chiếc xe Mercedes C200. Rất là tuyệt vời, một chiếc xe hoàn toàn miễn phí, chỉ giá khoảng 1,5 tỷ. Và sau khi bạn lên được Diamond, bạn công thức hóa cái công thức 100 triệu này, bạn dạy ra 12 người đạt Diamond, lúc đó bạn lên chức danh Sapphire Resident với thu nhập từ 600 đến 1 tỷ một tháng, được tặng 4 căn nhà hoặc chiếc xe tùy thích. Ok. Vậy thì nếu bạn sẵn sàng, nếu bạn đảm bảo rằng đã thạo quy trình rồi, thì chúng ta đi vào chi tiết những cái ý tưởng thiết lập của hẹn mà chúng tôi đã sử dụng trong suốt thời gian qua để đem lại những thu nhập rất là tốt. Thì lời khuyên đó là ưu tiên số 1, đó là tuyển ấm. Tuyển tức là gì? Đó là chúng ta inbox cho người bạn của mình. Chúng ta lan tỏa cái phương pháp kinh doanh này, chúng ta gửi cho họ phương pháp kinh doanh này. Không nhất thiết cái việc chúng ta phải họ tham gia hay không. Chúng ta có thể nói với họ rằng tớ biết một phương pháp kinh doanh rất thông minh, biết đâu một ngày nào đó bạn cần. Đấy, đấy là cái cách mà tôi làm rất là nhiều, mọi người lưu ý. Ngoài ra có rất nhiều ý tưởng mà tôi xin giới thiệu sơ qua. Ví dụ, đây là một ý tưởng thứ hai, ý tưởng khác, là ý tưởng liên quan đến mùa Covid. Dạo này thế nào, có khỏe không? Có gì mới không? Tớ vẫn thế, đúng không? Mùa Covid có ảnh hưởng công việc không cậu? Đấy. Và có người thì nói là không, vẫn bình thường. Đấy. Tớ thì bị ảnh hưởng khá nhiều. À, nhưng đúng là mùa Covid thì kinh doanh online lại là ngon, nhiều người thành công lắm. Mà cậu có bán hàng online gì không? Người ta nói là không, tớ không làm gì cả, chẳng biết bán thế nào cả. Hay như này đi, tớ biết một cách hay lắm, vốn không vốn, nhẹ nhàng 1-2 tiếng lúc rảnh kiếm được từ 5 tới 15 triệu.
cậu muốn kiếm thêm thu nhập lúc rảnh không? Người ta sẽ hỏi công việc như thế nào. Mình nói là ok, bây giờ bạn dành khoảng 2 đến 3 phút tớ gửi cho bạn cái chi tiết công việc, đúng không? Bạn mô tả công việc. 2 đến 3 phút thì người ta sẽ lắng nghe, chứ 20 30 phút là người ta lăn tăn, 1 2 tiếng thì gần như là người ta không muốn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải đảm bảo là thạo bước số 1, tức là bước mô tả công việc, thì bước số 6 lại mới phát huy tác dụng. Chứ còn nói đến mai mới gửi thì hoặc là phải nhờ bảo trợ hỗ trợ thì hiệu quả nó thấp hơn rất nhiều. Được chưa? Thì bản số 2 là chúng ta có thể hỏi luôn như là dạo này thế nào? Khỏe không? À, tôi khỏe. Mà này thế tối bà thường làm gì? Không làm gì cả. Tôi có một công việc làm tối tại nhà hay lắm, thử làm, thử tham khảo xem, không vốn, 1 2 tiếng lúc rảnh có thể kiếm khoảng độ 10 đến 20 triệu một tháng, đúng không? Ví dụ, chúng ta phải đảm bảo rằng những yếu tố như là không vốn, 1 2 tiếng lúc rảnh, thu nhập khoảng độ từ 5 tới 20 triệu, tùy tùy vào ứng viên đó là ai. Nhưng nếu người ta là người đã có địa vị rồi, người ta thu nhập khá rồi thì là một công việc siêu hay, thu nhập từ 5 cho đến 500 triệu, ví dụ thế. Tầm như những người bạn của tôi thường nói là 500 triệu, và người ta rất tò mò về một cơ hội có thể kiếm 500 triệu. Tôi nói thực sự đây là một cơ hội rất tuyệt vời, không vốn có thể xây dựng công việc kinh doanh khắp cả nước. Một phương pháp kinh doanh hết sức thông minh, và đặc biệt hãy tìm hiểu nghiên cứu kỹ về phương pháp xây hai chân một lúc nó như thế nào. Ok. Rồi, còn đây là một cái cách rất rất tuyệt vời, một cách rất thông minh, mà cách này đã tuyển được một chị là chị Lan Diamond, một người rất phát triển. Thì câu chuyện là như thế này. Đó là cái người chị Lan Diamond là một giáo viên mầm non, và cái người phụ huynh của học sinh à, cái người phụ huynh của học sinh của chị Lan ấy, này, phụ huynh thì có thường xuyên đến đón con, và khi đó thì chị em nói chuyện với nhau, và lúc đó thì không biết bạn này có, tôi được thấy thấy bảo là hình như là bạn ấy có mục đích tuyển chị Lan. À, vì thế thì bạn ấy sẽ hỏi lại chị Lan là chị ơi thế thời gian rảnh chị ngoài công việc ở đây chị có làm online gì không? Thì lúc này chị Lan nói là ừ chị có bán hàng online, và đương nhiên khi người ta đang bán rồi thì mình rất khó tiền, đúng không? Và bạn ấy bạn rất thông minh, bạn ấy nghĩ ra một cái cách đó là thế chị bán như nào, có hay không, cho em bán với, em muốn kiếm thêm thu nhập. Thế là cái người chị Lan này mới rất là thấy như vậy thì rất là thích, bắt đầu giới thiệu thêm. Vì lúc đó chị Lan chỉ là người bán lẻ online thông thường thôi, có thêm những người đại lý mua sỉ nữa thì cũng càng tốt, đúng không? Tất nhiên chưa có quy trình gì cả mà chỉ là những người bán hàng online thông thường. Thế thì lúc đó sau khoảng một tuần chị em đã thân thiết với nhau rồi, cũng thử bán cho nhau rồi, nhưng cũng khó cũng dễ gì đấy, tôi cũng không tìm hiểu kỹ. Nhưng mà sau một tuần rồi thì chị Lan và cái người này đã thân thiết. Thế là bạn lại mới nói là chị ơi, em thấy chị rất là giỏi, em biết có một cái công việc làm online chị có thể kết hợp, rất có thể chị sẽ kiếm được nhiều tiền từ công việc này mà không vốn nhé. Thế chị Lan so với mình, ô mình phải bỏ vốn nhàn lắm, rất là thông minh. À, và nếu như bình thường thì chị Lan sẽ không quan tâm, bởi chị Lan khá là bận. Thế nhưng mà vì đây là cộng tác viên của mình cho nên chị Lan lắng nghe, ừ thế như thế nào em, và bạn ấy mô tả. Sau đó chị Lan thấy rất là hay và chị Lan làm, và như bạn biết bây giờ chị Lan đã là một người rất thành công. Ok, thì đó là một kịch bản tuyệt vời. Ngoài ra thì anh chị có thể là tìm hiểu thêm một số cái kịch bản khác mà tôi có thể chia sẻ. Ví dụ, hãy khen khen người ta, dạo này nhìn trông cậu rất là thần thái, có gì vui à? À, sau đó kể về người cùng nghề nghiệp. Ví dụ, ồ tớ bảo này, chỗ tớ ấy, có một cái bạn làm cũng công nhân như cậu mà bây giờ kiếm thêm online không vốn, à, kiếm được khoảng độ 10 đến 30 triệu, hay phết, hay muốn kiếm thêm thu nhập không? Tức là đưa những người cùng nghề nghiệp hay là cùng công nhân, cùng giáo viên, cùng kỹ sư, bởi vì khi người ta thấy một người giống mình làm được thì người ta thường tò mò hơn rất nhiều. Đấy, hay là thiết lập cuộc hẹn làm thêm tại nhà không vốn. À, thì chúng ta cứ gọi là trung bình thiết lập cuộc hẹn khoảng 30 người một ngày, à, inbox cho 30 người một ngày, chúng ta cũng có tỷ lệ thành công rất là cao. Đấy, hay là nói về một cơ hội kinh doanh. Đấy, dành cho những người thích kinh doanh. À, kịch bản số 2 này thì nói về những người kiếm thêm thu nhập thôi, thì đây dành những người thích kinh doanh. Ví dụ một doanh nhân, một người đang làm kinh doanh, công việc kinh doanh dạo này tốt không? Tôi có một cái cơ hội kinh doanh không vốn này, hay phết. Đấy. Hay là một tình huống khác là thiết lập cuộc hẹn là công ty cho em đang cần thêm cộng tác viên tại nhà, cũng là bình thường hay. Hay là em đang tìm hiểu một công việc online mà không biết là liệu nó có hay không, cho em xin ý kiến, nhất là những người anh người chị của chúng ta, đúng không? Đặc biệt là gần thì rất là tiện. Đấy. Thì chúng ta có thể mô tả lại, với điều kiện chúng ta phải thạo mô tả rồi nha, thì gửi cho người ta cách mô tả công việc. Và đây là cái cách mình đã xây dựng được một đội nhóm trên Thái Nguyên rất là tuyệt vời. À, ngoài ra, 6 là khuyên là hãy làm kinh doanh đi, bây giờ hay lắm. Đây cũng là một cách mà anh đã tuyển được một người bạn của mình, đó là bạn Nguyễn Trang. Ngày đó thì anh chưa có định tuyển bạn đấy, vậy anh thấy là bạn ấy rất là thông minh, bạn ấy học chuyên cấp 2 viên. Vậy anh có nói là cậu là người rất là thông minh, bạn ấy là giáo viên. Thế thì ngày nay tôi thấy rất nhiều người thông minh như cậu làm online thành công lắm. Tầm như cậu kiếm được khoảng độ trên dưới 50 triệu không khó đâu, thử tìm cách đi. Thế là bạn ấy, nhưng mà tôi biết làm cái gì đâu. Cậu cứ lên mạng cậu tìm đi, không được thì hỏi tớ. Bây giờ tớ hơi bận một tí, có gì tối hỏi mà chưa tìm được thì hỏi tớ.
Thế là tối bạn ấy vẫn không tìm được. Bạn ấy nói, Yên ơi, tớ về tớ tìm mãi mà tớ không biết đang làm cái gì. Đấy. Thì lúc đó, thì Yên nhớ là lúc đó Yên khá là bận. Vậy nói là, ok, cậu cứ tìm đi, làm cái gì cũng được. Thế bạn ấy bảo là có một cái công việc bán bột nghệ, tinh bột nghệ này được không? Ừ được, cứ thử làm đi. Cậu cứ làm đi, chắc chắn là ở đâu cũng có người thành công. Thế bạn ấy làm. Một tuần sau Yên hỏi là thế nào rồi? Khó lắm, lúc đầu bán được một tí nhưng sau đó thì không bán được. Thế thôi rồi, tôi có một cách thông minh hơn. Đây, tôi chỉ cho. Đấy, đây là một cách rất là hay. Và cuối cùng là cách số 7, là cách mà Yên đã tuyển được một người thủ lĩnh, một người rất là lớn, một người em trai của mình. Yên thấy rằng cái tổ chức S21 hay là Sao Mắc trước đây ấy, rất tuyệt vời. Giúp cho Yên trưởng thành hơn rất nhiều, học được những bí quyết về quản lý thời gian, về bí quyết thành công, về quản lý tài chính, về lập kế hoạch mục tiêu. Yên cảm thấy mê hoặc, rồi kỹ năng giao tiếp. Yên thích lắm. Thế nên nói với em trai của mình là anh hơn em có 2 tuổi rồi. Ngoài đời thì hơn nhau lắm 10 tuổi chưa ăn thua. Cho nên anh không có gì hơn em cả. Nhưng anh biết đây là một môi trường rất là tốt. Rất là tốt. Em đến đó để em học tập. À, em thử làm với nó 1 tháng thôi. Nếu em thấy là em làm tốt thì có nghĩa là em hoàn toàn có thể thành công trong cuộc sống. Còn nếu không thì cũng là một bài học rất là tốt để em rút kinh nghiệm cho mình. Và một lời chia sẻ chân thành như vậy. Yên không có nói gì công việc gì cả. Yên chỉ nói về môi trường thôi. Sau đó Yên mới nói là công việc nó làm như thế nào. Thì em trai của mình đến và bây giờ bạn ấy đã trở thành một thủ lĩnh rất lớn trong cái ngành kinh doanh đội nhóm này. Ngoài ra có một số ý tưởng khác, ví dụ như là ê này, cậu có bao giờ thích kinh doanh không? Đúng không? Cậu nghe nói về thu nhập tự động chưa? Hay là thời gian rảnh buổi tối cậu có kinh doanh gì thêm không? Hay là nghe nói kinh doanh trên Facebook bao giờ chưa? Hay có cách kinh doanh Facebook không vốn làm cực hay, muốn kiếm thêm thu nhập không? Hai bạn bè có cơ hội gì không hay không, chia sẻ đi. Đấy. Tức là hỏi người ta là cậu có cơ hội gì hay không, chia sẻ đi, tớ đang muốn kiếm thêm thu nhập quá. Thế người ta bảo không có gì cả. Tôi thì tôi đang tìm hiểu một cái cơ hội này cũng thấy hay hay, hay là ông thử tìm hiểu với tôi xem thế nào. Đấy. Chia sẻ nhau mà. Mình muốn người ta chia sẻ cho mình thì người ta sẽ nghe mình chia sẻ. Hay là thường tối làm gì? Đấy. Hay là cậu có dùng Facebook không? Biết cách kiếm tiền từ Facebook chưa? Đấy. Đúng không? Nhất là inbox trên Zalo, cậu cũng dùng Facebook không? Còn nếu mà kết nối trên Facebook thì là cậu có dùng Zalo không? Hãy có biết cách kiếm tiền trên Zalo chưa? Đấy, cứ thế. Nó hay lắm, rất nhiều cách đúng không? Rồi này, em này có bao giờ thích kinh doanh không? Hãy thử nghe tôi phân tích về một kế hoạch kinh doanh sắp tới. Biết đâu anh em mình kết hợp. Đấy, đây cũng là cách rất hay. Anh chị có thể liệt kê ra rất là nhiều, chọn một cái nào đó mà anh chị cảm thấy nó phù hợp với mình, ghi ra sổ sau đó thực hành. Ngoài ra có cách cũng cũng khá là hiệu quả, đó là gửi inbox cho những người bạn nhá. À, không nên gửi inbox cho những người lạ cũng được, nhưng mà tôi cho rằng đó là một chiến lược không hay lắm. Tập trung vào những người bạn của mình, nó sẽ tạo ra mô hình kinh doanh bền vững, một cái mô hình kinh doanh tuyệt vời. Thì có thể là viết ra một cái tin nhắn kiểu như này, phiền bạn một chút, những người bạn trên Facebook nhé, bên mình có công việc kinh doanh này, gửi cho người ta và ai quan tâm thì người ta sẽ để lại để nhận, đúng không? Bạn muốn kiếm thêm những đang rảnh không? Người ta sẽ trả lời. Ngoài ra anh chị có thể đăng tuyển cộng tác viên trên Facebook, trên Zalo. À, ví dụ công ty mình đang cần tuyển cộng tác viên như thế này. À, thế thôi. Thì bằng cách này chắc chắn anh chị xây dựng đội nhóm kinh doanh tuyệt vời. Và lưu tâm là có nhiều cách, nhưng một trong cách tôi khuyên là mỗi một thời điểm anh chị tập trung tuyển dụng liên tục khoảng 5 tới 10 người trong vòng 1 đến 2 tuần. Sau đó tập trung vào phát triển, đỡ đầu người ta phát triển, đào tạo cho người ta, theo sát người ta để người ta phát triển, thì sẽ tăng được từ 1 cho đến 2 chân đến 3 chân. Mỗi một lần tuyển như vậy. Mỗi một lần tuyển chúng ta sẽ tăng từ 1 đến 3 chân, trung bình là 2 chân đi. Và cái 6 tháng anh chị tuyển một lần, 6 tháng anh chị tuyển một lần. Vậy thì 3 lần 6 tháng tức là khoảng 5 rưỡi là anh chị về diamond rất là dễ dàng. Bởi mỗi lần 2 chân mà. Còn chăm hơn thì có thể 6 tháng hoặc 12 tháng là về diamond rồi. Ok. Thì đây là những cái kinh nghiệm tuyệt vời.